Văn hóa của người Tày phong phú, đa dạng và đặc sắc. Họ đã xây dựng nên cho mình những cái bản sắc riêng và rất là đặc trưng cho văn hóa của họ, chẳng hạn như là cái then. Then thì nó là một cái người đồng hành với cuộc sống của người Tày. Sống chết có nhau. Khi nói đến then là phải phân biệt có hai loại then. Then văn nghệ, then phục vụ tín ngưỡng. Tức là then có thể cầu an, then có thể góp phần mà giải quyết các cái chuyện tâm linh. Một trong những mục đích chính của series phim này đó là đi tìm và lưu lại những giá trị trong văn hóa Tày mà chúng tôi lo sẽ bị mai một. Và then chính là mối quan tâm lớn nhất. Bởi then được cho là kho tàng quý báu, là linh hồn của văn hóa Tày. Âm nhạc, những giá trị của then như chữa bệnh, làm vui lòng người đang bị biết bao các giá trị của cuộc sống hiện đại xô đẩy. Trong bối cảnh ấy, chúng tôi muốn tìm xem đâu là giá trị của then và giá trị nào tạo nên sức sống để then đồng hành với người Tày trong sự vận động đi lên của cuộc sống. Ngôi chùa lồng râm bông đuôi dàn, trong ao lễ bông bàn của vườn. Chuyện xưa kể rằng, thuở đất rừng còn hoang sơ, ở một bản Tày, gia đình nọ có người con bị ốm. Người cha lo chạy chữa mãi không khỏi. Không còn cách nào khác, ông liền thắp hương giữa sân nhà, ngửa mặt lên trời mà tấu. Từ đó, con ông khỏi bệnh. Người Tày tin là có ma then đã đến giúp ông. Họ cho rằng, sự có mặt của ma then đã giúp cho cuộc sống của người dân được khỏe mạnh, no ấm. Then cứu giúp người Tày. Đó là giá trị cơ bản, cốt lõi nhất dẫn then đi vào đời sống tâm linh của người Tày từ đó đến nay. Nếu nói về nguồn gốc của then Tày thì có lẽ là phải bắt đầu từ những cái pho truyện thơ Tày. Cộng đồng người Tày từ thuở xa xưa đều quan niệm rằng các thầy mo, âm bụt, bà then, âm tào đều có một cái chức năng là có thể chữa khỏi bệnh. Và chính vì thế mà then Tày đã tồn tại. Then bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ thứ 2, khi mà bắt đầu có manh nha là hình thành cái chữ nôm Tày này. Và đến thế kỷ thứ 5 thì Lê Thế Khanh là người đầu tiên mà ghi chép lại những cái văn bản then Tày. Đến thế kỷ thứ 16-17, khi mà thời nhà Mạc lên ấy, thì then bắt đầu phát triển một cách hoàn thiện qua cái vai trò của Bế Văn Phục, Tư Thiên Quản Nhạc đã đưa then vào cung đình. Và then ở trong đời sống cung đình không chỉ có chức năng giải trí mà then cũng có cái chức năng để chữa bệnh. Và qua một cái làn điệu của đội quân then thì đã chữa khỏi bệnh cho vua Mạc Kính Cung. Và sau khi mà nhà Mạc tan rã thì then lại trở về với đời sống văn hóa dân gian. Nhiều nhà nghiên cứu gọi then là loại hình diễn xướng dân gian tổng hợp, bao gồm âm nhạc và văn học. Yếu tố văn học và trí tuệ đầu tiên đến từ lời hát then. Trong lời then thể hiện thế giới quan của người Tày, ở đó có trời, nơi tổ tiên của người Tày ngự trị. Ở đó có cả biển khơi mịt mùng. Một sự ngạc nhiên lớn khi người Tày sinh sống ở sâu trong đất liền, khi mà quanh thung lũng của họ chỉ có núi, ruộng và những dòng nước nhỏ. Thế nhưng, trí tưởng tượng và những câu chuyện của họ lại vượt ra biển lớn. Đó là sức mạnh của trí tuệ. Tất cả các yếu tố tạo nên vũ trụ đã được người Tày đưa vào trong then. Người nghệ nhân này năm nay đã gần 80 tuổi. Ông là một trong những nghệ nhân then nổi tiếng bậc nhất ở Cao Bằng. Ngày chúng tôi đến, cứ ngỡ chẳng thể quay được những thước phim về ông vì điều kiện sức khỏe.
Nhưng khi biết được mục đích của phim lưu lại những giá trị văn hóa có thể bị thất truyền, như có một sức mạnh kỳ lạ, ông tỉnh dậy sau hơn 2 tuần nằm liệt để diễn tả Then bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Thương bên sông qua mưa bung vắng nằm. Những cái bản Then đấy có thể là những cái đúc kết là, hoặc là những cái ước nguyện của người thầy được gửi gắm trong những cái lời Then rất là nhẹ nhàng, rất là mượt mà. Chính vì nó giá trị như thế cho nên là sức sống của Then bền bỉ và trường tồn theo thời gian. Lời Then thường được viết dưới dạng các câu thơ 5-7 chữ với những hình ảnh ẩn dụ kinh điển như Trúc, Mai, Tuế, Nguyệt. Cho dù đó là những lời lẽ trau chuốt, những đối thoại giữa người trần và người tiên, nhưng lại đi vào lòng người bởi sâu trong đó là sự nhân văn cao cả hướng về con người, lấy con người làm trọng tâm. Thì cái đại ý của cái bài ấy nó như thế này: Ve Sầu ngày xưa cũng là người thôi, chỉ bởi vì là mẹ Ve Sầu chết sớm, chết vào mùa hạ, bố Ve Sầu lại lấy vợ hai. Ve Sầu này là sống với dì ghẻ, mà dì ghẻ lại sống không có tâm có đức, thì ra đến đồng ruộng này dì ghẻ là dám chết con Ve Sầu luôn. Đại ý của cái bài ấy nó có rất có cái ý nghĩa là về chỉ giáo dục con người sống phải có tâm có đức. Cái loại vật ngày xưa cũng là người thôi. Ơi là khoa nàng hết lử đầy dao đầy mèn cuồn mèn nhằng đầy tóm hoa nón cuồn mưa dừng và khôn tim chỉ như phụt hướng về con người, lấy con người làm trọng tâm. Điều này cũng chính là sức sống mạnh mẽ của Then, cho dù đời sống văn hóa có thay đổi theo thời gian. Then được sướng lên trong bầu không gian của nó, bên cạnh những ca từ đẹp đẽ, đó là tiếng nhạc. Tiếng đàn tính được đánh lên một cách tự do, nhịp nhạc ăn hòa với cảm xúc của người đánh. Đàn tính chính là nhạc cụ trọng tâm, tạo nên không gian âm thanh cho cuộc hát Then. Ngày xưa, người Tày không có nhạc cụ gì để làm thỏa mãn đời sống văn nghệ của mình, nên được các nàng tiên trên trời ban cho cây đàn 12 dây. 12 dây ấy biểu tượng cho 12 tháng trong năm. Và đến tháng nào thì sẽ gảy dây đấy, sẽ được mùa màng bội thu, hạnh phúc. Kể từ đó, đàn tính xuống trần gian với người Tày và làm vui tâm hồn họ. Trong buổi cúng Then, những tiếng chuông nhạc sóc không chỉ làm cho không khí tươi vui, âm thanh này còn gợi lên trong trí óc người nghe tưởng như tiếng quất ngựa, chiêu binh, nhịp bước chân rộn ràng, đoàn quân Then hùng mạnh. Đoàn quân Then ấy đang mang theo một tờ giấy hồng được đóng dấu bằng một chiếc ấn như thế này. Các tờ giấy viết bằng chữ nho phải được đóng dấu ấn này thì mới đến được với Ngọc Hoàng. Nếu không có dấu ấn thì việc làm lễ coi như không được công nhận. Trong cái không gian rộn ràng ấy, chiếc áo ông thầy Then như tiếp thêm một hình ảnh sức mạnh. Bởi những hình ảnh trên áo đúng như một vũ trụ thu nhỏ. Có mặt trời biểu tượng cho trời, có nước, thế giới dưới âm,
và cỏ cây mặt đất. Rộn ràng, đông vui nhất là những hình ảnh về thế giới con người, nơi được các ông thầy then che chở. Hôm nay gia đình ông Vịnh sẽ mời thầy cúng đến làm lễ cầu an dài hạn để mong một năm tai qua nạn khỏi và cuộc sống gia đình ấm no. Theo phong tục người Tày, khi làm lễ, chủ nhà phải cử người đi đón ông then. Bắt đầu buổi lễ cầu an, thầy cúng sẽ dùng 2 đồng xu để xin âm dương. Nếu một sấp, một ngửa, thì sự kiện hôm nay đã được sự đồng ý của thần linh và ông bà tổ tiên. Thầy then được gọi là người trời mới có khả năng mang những ước nguyện của con người đến với đấng siêu nhiên. Họ tin rằng khi tiếng đàn tính cất lên là lúc ông then bắt đầu cuộc hành trình dẫn đoàn quân then đi khắp các tầng trời xin những điều tốt lành về cho gia chủ. Vì thế, muốn cho con người có sức khỏe, mùa màng bội thu, bản làng đầm ấm, người Tày phải làm then để đi gọi khoăn về, tức là tìm vía trả lại cho con người, trả lại cho bản làng. Mâm lễ cúng chính là một phần nữa tạo nên không gian của một buổi then. Đó là sự tái hiện thu nhỏ những gì chân thực nhất của cuộc sống người Tày. Cây chuối, một loại cây quen thuộc của rừng núi, nên rất gần với tổ tiên. Cây chuối biểu tượng cho sự sum xuê. Vì thế, cây chuối được dùng để xây nhà giải oan, bắc cầu hạnh phúc. Những chiếc mâm bé xíu cũng tự đan bằng tre. Những hoa giấy hồng tự cắt mang hình biểu tượng con chim én, con vật biểu tượng kết nối trời và đất. Và không thể thiếu những món ăn làm từ nếp. Bởi thói quen người Tày là ăn nếp. Tất cả gợi lên một không gian quen thuộc, không xa cách và sự kỳ công, tận tay, tận tâm sắm lễ của gia chủ. Trong tiếng rộn ràng của nhịp sóc, tiếng đàn tính đầy cảm xúc của ông thầy then, dưới ánh sáng của đèn nến và những vật phẩm ấm cúng bày la liệt. Những lời thơ đẹp của then vang lên như dẫn lối tâm hồn người nghe, và tất cả những sự đẹp đẽ và rộn ràng ấy đã được nhìn nhận như một liệu pháp tinh thần cho người Tày suốt nhiều thế kỷ. Trong nỗi lo đặt ra ở đầu phim, âm nhạc và các giá trị hiện đại biết đâu một ngày sẽ đẩy then đi xa. Thế nhưng, với bằng đó những giá trị của mình, những người làm phim chúng tôi tin, then sẽ tiếp tục được phát triển trong đời sống hiện đại, bởi nó vẫn là một hình thức văn nghệ dân gian có đời sống. Vẫn là một hình thức cúng bái khi những câu chuyện về tiềm năng con người đang còn là một ẩn số thú vị. Bên cạnh đó, then vẫn chứng tỏ được là một loại hình nghệ thuật, có sự kết hợp vẻ đẹp giữa con người với thiên nhiên, giữa giá trị nghệ thuật với yếu tố tinh thần và tâm linh. Then luôn giúp người Tày bày tỏ khát vọng về cuộc sống bình yên, khát vọng vươn lên, ấm no, hạnh phúc. Điều đó làm nên sức sống của then.